Là cái gì đâu, ta xem nào. Con làm cho nó đỡ bị rối tóc với bết với cong. Ui giời ơi, mày cứ như cái đấy là máy là ấy. Máy là mà bé. Ừ. Chỉ làm bông lên thôi. Hôm nay thấy bộ quần áo của ta đẹp xong rồi đâu à. Chấn lột nữa. Hả? Xong rồi. Ơi. Như nào? Như nào thế? Ừ. Sao thế? Hôm nay chỉ là nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng là như nào? Không có làm mạnh. Không nhảy nữa. Không nhảy nữa. Thật đó. Mày phải hát một bài. Hát một bài nó mới hay. Ừ, sao nào? Úi giời ơi. Nào chuẩn bị. Hát một bài tặng. Con không biết hát. Không biết hát á. Bà ơi bà cho yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà cho nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Trời ơi, mày yêu bà thật không? Hay mày chỉ hát mồm thôi? À, con yêu bà lắm. Ừ. Mình nhìn quay con rồi thì bây giờ đến lượt con quay con. Ừ, mày quay mày đi, đâu mày đi nào. Không, mình nhìn ngại lắm. Mình sao? Quay. Sao? Ngại sao lắm. Tao là mẹ mày, có gì mà ngại, có phải người yêu mày đâu mà ngại. Quay có buồn cười. Cười cái đâu, cười cái gì, đâu mà quay như nào. Tao xem nào. Không, mọi hôm tao thấy mày hay hát nhiều lắm cơ mà. Mẹ ơi, nhiều like quá, trời hả? Ơi, 1, 2, 4k nè. Hả, sao mày cứ đánh tảng lờ thế, mọi hôm tao thấy mày hay hát nhiều lắm mà. Tự nhiên con này không muốn hát nữa. Ừ, mày hát xem nào, mọi hôm tao thấy mày hát cái bài gì ấy. Mày điệu nó vừa thôi, điệu đéo ai xem đâu. Đầy người. Ai xem. Không nhỉ, như là mình kiểu thơ. Ê, ấy. Đừng có đang chụp. Nhưng mình kiểu thơ ấy. Kiểu thơ ấy. Chẳng phải lắng lo điều gì vì chồng. Sao nào? Đôi trắng tinh. Tinh mương. Tao cứ tưởng mày quay. Gì nữa? Mỗi thế rồi á? À? Thôi, chuẩn bị đi ngủ thôi. Không xem con này nữa. Xem nó mệt sao lắm. Sao lại anh mới về? Thôi mình đi quay. Bị đi ngủ đây. Không. Ngủ thôi, muộn rồi. Công chúa của mẹ, ngủ thôi. Bye bye. Em có yêu anh ấy thì sao nào? Thôi cút lượn.